Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Rạng sáng nay ngày 20 tháng 6, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cùng đoàn đại biểu cấp cao Liên bang Nga đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chuyên cơ của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Đoàn tháp tùng Tổng thống Putin gồm Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov, Phó Thủ tướng Nga Chemisekov Dmitry Lakolaevich, Bộ trưởng Tư pháp Konstantin Chuchenko, Bộ trưởng Công thương Anto Alikhanov, Bộ trưởng Giao thông Roman Stravoy, Bộ trưởng Vấn năng lượng Sergei Stivilev và nhiều quan chức cấp cao khác. Đón Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tại sân bay có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các đồng chí Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi. Tổng thống Vladimir Putin từng 3 lần thăm Việt Nam trên cương vị Tổng thống vào năm 2001, 2006, 2013 và một lần đến Đà Nẵng để tham dự hội nghị thượng đỉnh APEC năm 2017. Tổng thống Putin là nhà lãnh đạo có nhiều đóng góp quan trọng trong quan hệ Việt Nam-Nga. Ông luôn dành tình cảm tốt đẹp đối với nhân dân Việt Nam. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng của Liên bang Nga đối với việc thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga đến Việt Nam, những chiếc máy bay vận tải IL-76, một trong những chiếc máy bay vận tải hiện đại nhất thế giới, đã cập cảng hàng không quốc tế Nội Bài hôm 17 tháng 6. Với nhiệm vụ tiền trạm, chở các phương tiện đặc chủng như xe bọc thép, xe chỉ huy, xe tác chiến điện tử, cũng như nhân sự của lực lượng đảm bảo an ninh. Máy bay vận tải quân sự IL-76 là chiếc máy bay vận tải quân sự đầu tiên trong lịch sử Liên Xô, có sử dụng động cơ phản lực cánh quạt và có khả năng chuyên chở những lô hàng có trọng lượng lớn từ 28 tới 60 tấn, với tầm bay 3.600 tới 4.200 km, tốc độ trung bình khoảng 770 đến 800 km/h. Đã có hơn 950 chiếc các loại với phiên bản quân sự, dân sự và chuyên dụng khác nhau được sản xuất. Phiên bản IL-76 đầu tiên có trọng lượng cất cánh tương đương 170 tấn, tải trọng 28 tấn, với tầm bay tải trọng tối đa là 4.200 km. Tuy nhiên, từng bước trong quá trình cải tiến, trọng lượng cất cánh của IL-76 tăng lên tới 190 tấn, cùng tải trọng tối đa 60 tấn. Trong khoang chở hàng của chiếc máy bay có thể bố trí 145 hoặc 225 chiến sĩ, phiên bản MD 2 tầng, hoặc 126 lính dù trong phiên bản đầu tiên chỉ là 115 lính dù. IL-76 có thể chở 3 xe bộ binh BMB-1. Trong quá trình thực hiện những chuyến bay vận tải, các chuyên gia của phòng thiết kế Ilusin đã phát kiến ra một phương pháp thả hàng trên hệ thống dù vận chuyển có sử dụng trọng lực, thả hàng trong cơ chế lựa chọn độ cao mà hiện nay thường xuyên được ứng dụng khi triển khai các nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa trong những điều kiện khắc nghiệt. IL-76 trở thành chiếc máy bay chủ lực của lực lượng không quân vận tải Liên Xô, chiếm gần 50% toàn bộ các loại máy bay. Ông Putin là một trong những nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới, nên mọi chuyến công du nước ngoài đều được bảo vệ bởi các lớp an ninh dày đặc để phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn. Điều này là cần thiết bởi trong bối cảnh nhiều lãnh đạo trên thế giới phải đối mặt với đe dọa an ninh. Do đó, Điện Kremlin đã tăng cường các biện pháp an ninh lên mức cao nhất. Các chuyến công du của ông Putin thường được chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhiều tuần trước khi nhà lãnh đạo Nga bắt đầu chuyến đi. Trong đó, các cơ quan an ninh của Nga phối hợp cùng các cơ quan khác lên kế hoạch từ trước và nhóm phi hành đoàn trên máy bay chở Tổng thống sẽ được triệu tập từ trước một tháng. Ngoài ra, khách sạn nơi Tổng thống và phái đoàn ở khi ra nước ngoài cũng sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng. Từ năm 2021, đồng hành của ông Putin trong các chuyến công du nước ngoài là chuyên cơ Ilusin IL-96-300 được hiện đại hóa. Tính năng nổi bật của chuyên cơ là hệ thống vô tuyến điện tử, tính năng cho phép người ngồi trên máy bay gửi tin nhắn đến bất kỳ nơi nào trên thế giới trong suốt hành trình chuyến bay, và các tin nhắn được mã hóa bằng một loại mã phức tạp gần như không thể bị bẻ khóa. Trên máy bay còn có một hệ thống phòng không riêng được thiết kế để chống lại tất cả các tên lửa nhằm vào chuyên cơ, đội bay phục vụ Tổng thống Putin. Trên máy bay còn có một hệ thống phòng không riêng được thiết kế để chống lại tất cả các tên lửa nhằm vào chuyên cơ. Đội bay phục vụ Tổng thống Putin gồm 4 chuyên cơ nhằm đảm bảo an ninh cho người đứng đầu chính phủ. Thông thường trước mỗi chuyến công du của Tổng thống Nga, cả 4 máy bay đều được đặt trong tình trạng sẵn sàng cất cánh. Nhưng máy bay nào sẽ chở nhà lãnh đạo Nga là thông tin tuyệt mật cho đến khi máy bay cất cánh. Theo hãng thông tấn RIA, hầu hết các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống Putin đều sử dụng siêu xe bọc thép limousine Aros Senat. Đây được coi là một trong những xe hộ tống an toàn bậc nhất hiện nay. Siêu xe bọc thép limousine Aros Senat là thương hiệu xe sang do Viện Nghiên cứu Khoa học Ô tô và Động cơ Trung ương Nga NAMI sở hữu. Hãng xe này ra đời từ chỉ thị của Tổng thống Nga bắt đầu từ năm 2012. Khi đó, ông Putin muốn những chiếc xe phục vụ nguyên thủ quốc gia phải do người Nga chế tạo.
Tên hãng ô tô Auris được ghép từ hai tên khác nhau, trong đó Aur được viết tắt từ từ Aurum có nghĩa là vàng trong tiếng Latin, và chữ Rus còn lại được viết tắt từ chữ Russian là nước Nga. Auris Senat có kích thước vượt trội. Bản limousine có chiều dài 6.630mm, trục cơ sở 4.300mm, hơn hẳn so với những chiếc siêu xe nổi tiếng như Rolls-Royce Phantom dài 5.982mm, Bentley Mulsanne dài 5.575mm và thậm chí dài hơn hẳn 1m so với chiếc The Beast của Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, Auris Senat lại có trọng lượng nhẹ hơn, chỉ 6,5 tấn. Lớp xe sử dụng loại chống xịt và run flat có thể chống lại các cuộc tấn công. Chiếc xe của Tổng thống Putin có thể hoạt động bình thường ngay cả khi di chuyển trong nhiệt độ âm 50 độ C. Siêu xe này có thiết kế để người bên trong có thể sống sót trong nhiều tình huống như có thể đóng chặt cửa khi bị tấn công hóa học hay chìm hoàn toàn trong nước và hoạt động như một chiếc tàu ngầm. Xe được trang bị động cơ V8 4.4 lít tăng áp kết hợp cùng motor điện tạo ra công suất tối đa 590 mã lực. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 9 cấp KTR932 do NAMI hợp tác cùng Porsche phát triển. Nhờ đó, Auris Senat có thể tăng tốc lên tới 100 km/h trong chưa đầy 6 giây. Chiếc Auris Senat limousine của Tổng thống Nga được gia cố với khả năng chống đạn, lựu đạn và mìn. Hệ thống khung gầm và thân vỏ của xe được bọc thép dày 15mm, kích thước dày 65mm, có khả năng chống lại các loại bom, mìn và súng bắn thẳng.